Thanh Tâm xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay là thứ năm, ngày 28 tháng 7 năm 2022, nhằm ngày 29 tháng 6 năm nhâm dần tại Việt Nam. Chương trình Việt Live buổi sáng hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tin chính. Nghiên cứu mới cho biết dịch cúm tô xuất phát từ chợ Vũ Hán, Trung Cộng. Phát hiện thi thể người Việt trong một nhà máy bỏ hoang ở Anh. Chứng biểu trên Địch Nguyễn, họp báo để trình nghị quyết 116 từ nhớ nạn nhân chủ nghĩa Cộng sản. Việt Nam đang phải ứng phó cùng lúc nhiều loại dịch bệnh và một số tin đáng chú ý khác. Sau đó là các mục ý kiến cộng đồng mạng những vấn đề của anh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện việc bình luận thời sự và cuộc sống của anh ta. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày cùng với Thanh Tâm. Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là phần tin liên quan đại dịch cũng Vũ Hán. Hai nghiên cứu, một về dịch thể học và một về gene khẳng định đại dịch cúm tàu đúng là đã xuất phát từ một chợ buôn bán động vật hoang dã dạ tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Cộng. Chính quyền Bắc Kinh đã từng nhiều lần bác bỏ khả năng này và thậm chí tuyên truyền rộng rãi về việc Trung Cộng là nạn nhân của virus đến từ nước ngoài. Hai nghiên cứu được công bố vào ngày 26 tháng 7 trên tạp chí khoa học uy tín Science kết luận có xác suất rất cao là virus SARS-CoV-2 gây bệnh cúm tàu bắt nguồn từ các động vật được mua bán ở chợ Vũ Hán, Nghiên cứu thứ nhất dựa trên việc phân tích 155 ca nhiễm đầu tiên được xác nhận vào tháng 12 năm 2019 cho thấy các ca nhiễm phát hiện sớm nhất tập trung tại khu vực chợ trái ngược với các ca được ghi nhận trong những tháng tiếp theo suy yếu tại một số khu dân cư có mật độ cao. Một số trường hợp được nghiên cứu cũng cho thấy nhiều người bị nhiễm sống gần khu chợ hoặc có tiếp xúc với những người làm việc tại chợ hoặc mới đến chợ gần đây. Cũng trong nghiên cứu nói trên, các nhà khoa học đã tìm thấy nhiều mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2 tập trung tại khu vực phía tây nam của khu chợ nơi bán nhiều động vật sống như trồn, hương, lửng, chó lửng. Hiện tại động vật trung gian truyền virus SARS-CoV-2 là từ dơi sang người vẫn chưa được xác định. Tách đầy đủ các cuộc điều tra quốc tế. Theo nhà vi sinh học và miễn dịch học đang mạch Christian Andersen, đồng tác giả nghiên cứu thứ nhất truy tìm nguồn gốc virus không phải để tìm ra một người chịu trách nhiệm mà là để hiểu được diễn biến thực sự của dịch hiện tại tuy còn tồn tại một số mạng tối trên thực tế các thông tin mà giới khoa học thu thập được về giai đoạn đại dịch khởi phát từ một thành phố vũ hán trung cộng đã rất chi tiết trái ngược hẳn với cảm nhận chung là không đủ thông tin về khởi đầu của đại dịch cúng tàu theo ghi nhận của chuyên gia Christian anderson Tiếp theo là phần tin người Việt tại hải ngoại. Thi thể của bốn người Việt vừa được tìm thấy trong đống đổ nát của một nhà máy bị cháy trong trận hỏa hoạn cách đây 2 tháng ở Anh và cảnh sát nước này đang điều tra xem các di dân này có phải là nạn nhân của những kẻ buôn người. Theo truyền thông Anh Quốc đưa tin vào ngày 26 tháng 7, cảnh sát địa phương cho biết họ đã tìm phát hiện ra thi thể của những di dân Việt tại nhà máy Bismarck House ở thị trấn Oldham thuộc Manchester. Cảnh sát nói rằng họ nhận được một cuộc gọi vào ngày 21 tháng 7, nói rằng bốn công nhân Việt Nam đã mất tích và cho rằng họ có thể liên quan đến vụ hỏa hoạn. Theo Daily Mail, một tờ báo khổ nhỏ ra ngày ở Anh. Trước đó, các đội cứu hỏa đã mất 4 ngày để dập tắt một đám cháy lớn bùng phát tại nhà máy này vào ngày 7 tháng 5, và họ tin rằng không còn thi thể nào dưới đống đổ nát của nhà máy, theo Daily Express, của nhật báo khác của Anh. Các thi thể di dân Việt được các công nhân tìm thấy vào ngày 23 tháng 7 trong khi phá dỡ nhà máy bị bỏ hoang từ sau vụ hỏa hoạn. Cảnh sát cho biết họ đang điều tra xem 4 người dân có việc này có phải là nạn nhân buôn người hay không. Vụ việc xảy ra gần 3 năm sau khi 39 di dân Việt bị phát hiện chết trong một thùng xe tải đông lạnh ở ngoài Âu London của Anh Quốc. Toàn bộ là các nạn nhân của vụ buôn lậu người qua biên giới. Đại diện cảnh sát Greater Manchester, ông Rob Potts, được BBC trích lời nói rằng cái chết của các nạn nhân trong vụ việc mới phát hiện ở Manchester là ưu tiên hàng đầu trong cuộc điều tra của cảnh sát địa phương. Những nạn nhân thiệt mạng trong vụ xa tải đông lạnh hồi tháng 10 năm 2019 là những công dân Việt đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh, nơi có ít cơ hội kiếm việc làm và trải qua thảm họa môi trường biển trong những năm gần đây. Các gia đình của họ đã vay nợ để trả một số tiền lớn để sang Anh qua đường dây buôn lậu người. Vụ việc gây rúng động quốc tế và dẫn đến các phiên tòa xét xử trong 3 năm qua. Với các án tù lên đến hàng chục năm cho những người tham gia đưa các di dân Việt vào Anh một cách phi pháp, những di dân Việt đã được các băng nhóm buôn lậu người đưa vào Anh để rồi sau đó trở thành những nô lệ thời hiện đại, bị buộc phải làm việc trong các cơ sở sản xuất cận xa, tiệm làm móng và cả mại dầm. Vẫn là tin người vị tại hải ngoại, dân biểu trên nạn nguyện họp báo đề trình nghị quyết 116 tưởng nhớ nạn nhân chủ nghĩa cộng sản. Dân biểu cho Nạch Nguyễn tổ chức họp báo sáng ngày thứ Hai 25 tháng 7 nhằm đề trình nghị quyết 116 tưởng nhớ nạn nhân trường nghĩa Cộng sản tại tương đai chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster. Nghị quyết 116 này là để ghi nhận và tưởng nhớ 100 triệu người trên thế giới đã chết dưới sự bảo tàn của trưởng nghĩa Cộng sản, trong đó trong số đó có người Việt Nam. Nhiều nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản đã bị đàn áp như những tù nhân chính trị vì họ dám lên tiếng chống lại các chế độ này. Ngoài việc vi phạm các quyền cơ bản của con người, chế độ cộng sản còn đang áp tự do trí tuệ, đời sống văn hóa và tự do tôn giáo. Dân biểu trên Nạnh Nguyễn cho hay, người dân Việt Nam chúng ta đã trải qua và chứng kiến cộng sản dùng bạo lực đàn áp người dân, cướp đi nhân quyền, tự do tôn giáo và tự do ngôn luận trong nhiều năm. Và cho đến bây giờ, vì vậy, nghị quyết 116 cũng như các việc của cộng đồng chúng ta đã tổ chức hàng năm như quốc hận 30 tháng 4 ngay quân lực Việt Nam Cộng Hòa, không những để tưởng nhớ mà còn là việc làm để nhắc nhở con em chúng ta những đau thương mà người Việt tị nạn đã trải qua. Tại buổi họp báo, ông Phạm Ngọc Lân, Hội trưởng Tài Ninh Đồng Hương Hội chia sẻ, tiểu bang California được xem như có nhiều người Việt tị nạn Cộng sản mà đến bây giờ mới có nghị quyết 116 do dân biểu cho nạn nguyện để trình, thì theo tôi chúng ta đã hơi trễ rồi. Vì thế tôi xin tất cả những đồng hương tị nạn Cộng sản, nhất là những hậu duệ phải ủng hộ nghị quyết 116. Trước đó, vào ngày 6 tháng 6, tại Sacramento, California, dân biểu trên Nguyễn nguyện đã đề trình tại Quốc hội California nghị quyết 116 để ghi nhận và tưởng nhớ những nạn nhân Cộng sản. Hơn 100 năm qua, kể từ cuộc cách mạng Bolshevik tại Nga Xô, chủ nghĩa Cộng sản đã thành hình, dẫn đến nhiều người dân bị áp bức và đàn áp dưới các chế độ Cộng sản trên toàn thế giới. Tiếp tục là tin Việt Nam và liên quan đến y tế, Việt Nam đang phải ứng phó cùng lúc nhiều dịch bệnh. Thông tin này được trang web của Bộ Y tế Việt Nam đăng tải vào ngày 26 tháng 7, đồng thời cho biết rằng nước này đang tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi. Trang tin của Bộ nói rằng dịch cúm tàu có xu hướng tăng số mắc trong 2 tuần qua với các biến thể phụ của Omicron, đồng thời đưa ra nhận định rằng nhiều người dân chủ quan sau khi tiêm vaccine cúm tàu mũi 2 và tư mắc cúm tàu nên chưa tham gia tích cực vào việc tiêm vaccine mũi 3, mũi 4. Bộ Y tế cũng nói rằng cùng lúc đó bệnh sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến phức tạp với hơn 124.000 ca mắc và hàng chục ca tử vong từ đầu năm 2022 đến nay và có nguy cơ lan rộng tại nhiều tỉnh, thành phố, nhất là khu vực miền Nam, miền Trung, Tây Nguyên. Báo điện tử chính phủ vào ngày 25 tháng 7 đưa tin rằng trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện tăng cường phong chống, trong đó yêu cầu giám sát chặt chẽ tình hình, phát hiện sớm, cấp cứu điều tra kịp thời người bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong xử lý triệt để ổ dịch ngay khi phát hiện. Ngoài các bệnh truyền nhiễm trên, Bộ Y tế cho biết rằng bệnh tay chân miệng cũng bắt đầu ghi nhận nhiều trẻ nhỏ mắc. Bộ này mới đây cũng đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp nhằm ban phương án đối phó với dịch đậu mùa khỉ hiện lây lan ở nhiều nước trên toàn thế giới. Theo trang web của Bộ Y tế Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương vào ngày 24 tháng 7 đã chủ trì sự kiện trực tuyến với các cơ quan ban ngành liên quan nhằm đánh giá tình hình dịch bệnh và thống nhất các giải pháp trong thời gian tới. Cuộc họp này được tổ chức một ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố dịch đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu. Theo hãng tin Reuters, cho đến nay đã có hơn 16.000 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ ở hơn 75 quốc gia và 5 trường hợp tử vong ở châu Phi. Tiếp tục là tin về công an đàn áp người dân. Thưa quý vị, vào ngày 27 tháng 7, chị Nguyễn Thúy Liễu đã gửi về đài Việt Live TV về cái chết của anh Nguyễn Ngọc Điệp sinh năm 1973 và chỉ yêu cầu cho thông tin loan tỏa khắp cả thế giới biết được bộ mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thông tin chi tiết như sau, đến nay đã gần một tháng mà công an huyện Kết Sách, tỉnh Sóc Trăng vẫn chưa đến nhà để so dịu cái chết của ông Nguyễn Ngọc Điệp, sống trong chế độ Cộng sản mạng con người rẻ như bèo. Buồn cho người dân Việt chết dần chết mòn, ăn độ độc hại của tàu cộng bệnh ung thư đứng đầu thế giới. Thưa quý vị, đó là về bản tin người đàn ông đi xem đá gà rồi chết trong đồn công an. Thông tin chi tiết như sau. Một người đàn ông trung niên đi xem đá gà trong cùng xã bị công an tạm giữ sau đó chết bất minh chỉ sau 10 giờ bị tạm giữ trong trụ sở công an huyện. Gia đình nạn nhân bất bình về việc công an giam giữ quá lâu người thân của họ trong tình trạng sức khỏe kém. Nạn nhân là ông Nguyễn Ngọc Điệp, 49 tuổi, làm nghề trong cây ăn trái ở xã Nhân Mỹ, huyện Kết Sách, tỉnh Sóc Trăng. Theo lời gia đình thuộc lợi, ông Điệp có bệnh về bao tử, đến trường gà để xem đá gà và ăn tại quán có tên là chị bé ba gần đó trong túi ông lúc đó chỉ có khoảng 20.000 đồng. Lúc 3 giờ chiều ngày 1 tháng 7, công an tỉnh Sóc Trăng đột kích trường gà và bắt giữ khoảng 11 người trong đó có ông Điệp. Công an tỉnh đưa ông Điệp và những người bị bắt về trụ sở công an huyện Kế Sách và giao họ cho công an địa phương để xử lý. Nhận được tin báo, gia đình mang thức ăn và thuốc điều trị bao tử đến cho ông và chiều tối và đề nghị công an huyện cho phép được chuyển cho người thân. Mặc dù gia đình cảnh báo nhiều lần về việc ông có bệnh bao tử nặng và cần phải nghỉ ngơi, nhưng phía công an vớt lời, cho rằng việc bắt giữ trong trường gà không nghiêm trọng và chỉ bị phạt hành chính. Phía gia đình đề nghị công an kế sách cho ông về để ngày hôm sau lên làm việc tiếp. Nhưng phía công an không đồng ý mà buộc ông phải thừa nhận tham gia cá cược đá gà. Đến khoảng 23 giờ đêm cùng ngày, ông Điệp được cho là đổ gục người xuống. Khi đó, phía công an mới đưa ông đi cấp cứu ở bệnh viện huyện, nhưng người này đã chết trên đường đến bệnh viện. Người anh trai của ông Điệp, ông Nguyễn Văn Đỗ, người chứng kiến quá trình pháp y công an tỉnh Sóc Trăng khám nghiệm tử thi em trai mình trong sáng ngày 2 tháng 7 nói rằng phổi của ông Điệp bị sưng và ứ máu ở tim. Phía đuôi mình có vết bầm nhỏ, nhưng bên pháp y nói rằng không phải là nguyên nhân cái chết. Sau khi khám nghiệm pháp y, gia đình đã nhận thi thể của ông Điệp về mai táng trong cùng ngày. Cho đến ngày 12 tháng 7, gia đình vẫn chưa nhận được kết quả xét khám nghiệm tử thi. Phía công an huyện cũng hoàn toàn im lặng về vụ việc này, thậm chí không cử đại diện đến chia buồn cùng gia đình theo cáo buộc của người nhà nạn nhân. Người anh trai tên Đỗ nói, nguyện vọng của gia đình là bên gia đình muốn bên công an phải có trách nhiệm về cái chết của em tôi vì họ đã được cảnh báo nhưng lại coi thường tính mạng của em tôi và họ giải thích thỏa đoán với gia đình. Gia đình cho biết thêm là ngay sau tai nạn đối xảy ra với ông Điệp, công an huyện đã cho những người bị bắt còn lại về nhà và triệu tập họ lên làm việc trong những ngày gần đây để xử lý hành chính về việc tham gia cá cược. Cuối năm 2014, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử tàn nhẫn. Tuy nhiên, tình trạng nghi can và tù nhân bị tra tấn đến chết hoặc chịu thương tích nghiêm trọng trong đồn công an vẫn xảy ra thường xuyên ở nhiều địa phương trên toàn quốc theo con số thống kê mà AfE tổng hợp được dựa trên thông tin được công bố trên các báo nhà nước từ năm 2018 đến hết năm 2021 kết nhất là 16 trường hợp người chết trong đồn, công an hoặc là trại tạm giam. trong khi đó thì có 2.000 trẻ em chết đuối mỗi năm tại Việt Nam gần 2.000 trẻ em dưới 16 tuổi chết đuối hàng năm tại Việt Nam trong khi các gia đình và chính quyền địa phương cảm thấy bất lực Nhân dịp Tổ chức Y tế Thế giới WHO chọn ngày 25 tháng 7 là ngày Thế giới phong chống chết đuối, Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam nêu ra con số thống kê như trên. Đi tắm sông, xảy chân, khi nghịch nước, chết đuối khi đi câu cá, nghịch nước ở đập nước gần nhà, đủ mọi trường hợp trẻ em bị chết đuối, trong khi cha mẹ người thân không ai hay biết. Tin tức phổ biến trên báo chí nói từ đầu năm đến tháng 5 vừa qua, xảy ra 100 vụ chết đuối làm hơn 140 trẻ em thiệt mạng. Nhưng chỉ từ tháng 5 đến tháng 6 đã có số trẻ em chết đuối tương đương như vậy nghỉ hè trẻ em trốn nhà đi chơi được nêu ra như nguyên nhân dẫn đến những cái chết thương tâm một viên chức nhà nước đủ tuổi cho thẩm kịch xảy ra vì phụ huynh và người chăm sóc trẻ em lơ là chưa giá sát sao trong giám sát nâng cao nhận thức về kỹ năng bơi an toàn nhất là với trẻ dưới 6 tuổi Việt Nam có sông rạch trăng chịt ao hồ khắp nơi trẻ em nhiều những ít hồ bơi và những lớp huấn luyện dạy cho trẻ em tập bơi Hồi tháng 5, khi đưa tin về nhiều trường hợp trẻ em chết đuối tại một số địa phương, báo tuổi trẻ dẫn lời than của một giới chức giáo dục kêu rằng kinh phí từ xây hồ tắm đến điều hành tiền thuê giáo viên dạy bơi, tiền điện nước đều là vấn đề khó. Báo vừa kể thuộc theo ghi nhận và thống kê một số tỉnh thành nói rằng những trường hợp chết đuối thường có nhiều nguyên nhân như trẻ không biết bơi hoặc bơi yếu, các em chưa được trang bị kỹ năng cứu người, sự chển mạng của cha mẹ các khu vực nguy hiểm chưa được cảnh báo, trẻ em chưa có được các kỹ năng đánh giá môi trường nguy hiểm để tránh. Việc sơ cấp cứu khi trẻ bị đuối nước chưa phổ biến rộng rãi. Tờ lao động kêu rằng số trẻ em chết đuối tại Việt Nam nhiều gấp 10 lần so với các quốc gia khác nhất là vào dịp hè. Quỹ từ thiện Plumber hoạt động tại Việt Nam khuyến cáo chính quyền nên đầu tư nhiều hơn nữa vào hạ tầng nhằm bảo vệ trẻ em khi sống gần môi trường nước. Đồng thời, các tổ chức và cơ quan cần phải nghiên cứu và thi hành các biện pháp hạn chế khả năng trẻ em bị chết đuối. Tổ chức WHO cũng khuyến khích các nước xây dựng chính sách và đầu tư nguồn lực để chống thảm nạn trẻ con chết đuối. Họ cũng đưa ra thống kê nói có hơn 2.5 triệu người chết đuối trong thập niên vừa qua, với hơn 90% xảy ra tại các nước có lợi ích tức đầu người thấp và trung bình. <laughs> Tiếp nối chương trình là một hài xã hội chủ nghệ. thanh tâm gửi đến quý vị chấm biếm của nhạc sĩ Tuấn Khanh, mà trên trang Facebook Khanh Nguyễn vào ngày 27 tháng 7 mình không có đi tu mời quý vị cùng chia sẻ mình không có đi tu nhưng tự đặt tên là thích thiệt thích mình thích thì mình cứ đặt thôi ai mà đi hỏi mình sao không đi tu mà đặt họ thích thì mình sẽ nói nếu một khi đã tôi thích thì đặt thôi ở ông Phật ở Ấn Độ không cấm mà có ai ở Việt Nam nhà vô khóc la đòi chủ quyền là mất dạy mình cũng mặc đồ nâu và cũng vô chùa ngồi nhưng cũng chẳng đi tu ở An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ có hàng triệu người bận đồ nâu như vậy mà cũng chẳng phải là người Phật giáo. Chắc chắn mình sẽ không vô cái gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ vì thích mặc cái bộ đồ này. Ép quá đó thì mình sẽ gọi tên đó là hội công an tôn giáo Việt Nam đó nha. Nghĩ thiệt cái là mất dạy mà. Tiếp nối chương trình là một ý kiến cộng đồng mạng. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị chăm biếm của bác sĩ Võ xương Sơn đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 26 tháng 7 về chủ trương tái lập hệ thống loa phường không giống ai của Tân Chủ tịch Hà Nội. Mời quý vị cùng chia sẻ. Ủng hộ loa phường Dạo này cứ thỉnh thoảng lại có những xì canh đen, cứ nằm như xã hội ta tan na những thứ giả dạ rách, hết bò nà đến heo. Cái ông gì đó còn đòi vợ ổng phải đi đánh đỉ, chuyên nghiệp để có được các ngón nghề, giữ cho con được như ổng không nhảy với con cái khác. Thực ra thì cũng tội cho mấy ổng, bị bắt lói thì phải lói, bắt nằm bò thì phải nằm bò, bắt hiện hình heo thì phải nằm heo. Nhưng nỗi nón là ở bà con ta. Cứ không chịu đọc báo định hướng, chỉ thích chuyện xe cắn chó, cướp, giết, hiếp, chuyện con bò, con heo. Lên mấy ổng mới phải hóa thân nằm bò, nằm heo để định hướng cho bà con mình đi theo nụ truyền thông. Cho nên, nếu bây giờ Na Phường suốt ngày ra rã vô tài chúng ta, Lào nà tấm gương đạo đức của bác thân, bác Thanh, bác Long, bác Anh. Lào nà chỉ có Việt Nam mới bay thẳng vô tâm dịch để không bỏ nại ai phía sau. Như vậy có hay hơn mấy con trò, mấy cái trò con bò con heo không? Bấy nại, nếu không có noa phường thì bây giờ kêu đi ngoáy mũi người ta nại bảo không biết, không khéo nại phải gia hạn lửa thì mệt. Noa phường đã từng đóng góp vai trò to lớn trong việc xây dựng lớp sống văn minh theo kiểu xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, góp phần nâng cao trình độ văn hóa của các tù nhân. Cho nên, tôi nhiệt nhiệt ủng hộ cái noa phường. Và sau đây là chấm biếm do Facebook Đặng Bích Phượng sưu tầm và chia sẻ trên trang Facebook cá nhân vào ngày 7 tháng 7 về việc những ai cần nghe loa phường và nghe những điều gì. Mời quý vị cùng chia sẻ. Ai cần nghe loa phường? Tôi đồng ý việc khôi phục lại loa phường ở Hà Nội vì nó làm sống lại ký ức tuổi thơ tôi. Nhưng tôi đề nghị là chỉ nên gắn loa trước nhà các quan chức mỗi nhà một loa và chỉ nên phát toàn nội dung Hôm nay công an bắt ông cán bộ này, bà cán bộ kia vì tham nhũng, ăn hối lộ, mức án dành cho ông cự quan chức này là tử hình, ông cự quan chức kia là trung thân. Rồi các tin như ông cán bộ A ngủ với vợ đồng nghiệp B bị bắt tại trận. Đại loại các tin như vậy thì tôi nghĩ sẽ có tác dụng rất tốt trong việc phong chống tham nhũng và chứng chỉnh tác phong đạo đức của quan chức. Tiếp nối một ý kiến cộng đồng mạng hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị phản biện của bác sĩ Lê Nhàn đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 25 tháng 7 về lập luận lấp liếm của ban tuyên giáo và dư luận viên rằng xã hội Việt Nam ngày nay không nên nhìn vào những điều xấu, đầy dẫy vì còn bao nhiêu người tốt đó thôi. Mời quý vị cùng chia sẻ. Còn bao nhiêu người tốt đó thôi. Bà chị nói, cô giáo này tốt bụng lắm em, nhưng... Mình nói giáo dục xuống cấp thì cô cứ phản đối, còn bao nhiêu người tốt đó thôi. Xem ra cô chỉ tốt thôi, thì chưa đủ mà cô còn phải nhìn nhận về xã hội cho thấu đáo hơn. Mong các anh chị đọc, cái gì không vừa ý thì cũng đừng nên nặng lời. Việc quan trọng là làm cho người ta hiểu ra chứ không phải đè người ta xuống. Cũng đã có thời mình ngây thơ, y như cô gái này lên án cái xấu, không phải chỉ là khó chịu mà là làm cho xã hội tốt lên. Nhìn thấy một người còn che ngang không xếp hàng thì cũng phải lên án để loại bỏ nó. Tại sao lại cứ đi nhìn những người biết xếp hàng rồi an ủi á? Là ờ, ừ, còn bao nhiêu người tốt đó thôi. Thái độ đó là một là hèn nhát, thứ hai là thiếu trách nhiệm. Hãy nhận thức đúng về vấn đề đã rồi, hãy nghĩ tới những chuyện lớn hơn. Và sau đây là phê phán của tác giả Amy Trúc Trân đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 26 tháng 7 về những trang phục quái đảng gắn mắt truyền thông Việt Nam thời Cộng sản. Mời quý vị cùng chia sẻ. Trang phục quái đảng gắn mắt truyền thông Việt Nam thời Cộng sản. Càng ngày càng có nhiều bộ trang phục quái đản được gắn mát trang phục truyền thống Việt Nam. Dưới đây là hình ảnh của Ngô Ngọc Gia Hân tại cuộc thi Miss Teen International 2022 diễn ra ở Ấn Độ. Lần đầu tiên nghe thấy tên cuộc thi này và không biết là lần thứ bao nhiêu, mình nhìn thấy những bộ trang phục truyền thống dị hợm như vậy. Lần này còn mang thêm cái mặt nạ trước ngực, nhìn giống y như cái đầu con từ. Ngoài hoa hậu rau má, hoa hậu bánh mì, giờ còn có thêm hoa hậu đầu từ trắng. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi thư ngõ cho Diễm My đã biến mất cùng tội ác của tác giả Đàm Ngọc Tuyên. Nói trên trang Facebook cá nhân vào ngày 26 tháng 7. Mời quý vị cùng chia sẻ. Trong hai ngày xét xử sơ thẩm vụ án tỉnh thất bồng lai, cũng như trước đó, những luật sư bào chữa cho tỉnh thất bồng lai đã không ngừng kiến nghị với tòa hãy triệu tập cô Diễm My đến tòa với vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Thậm chí với truyền thông nhà nước, truyền thông bẩn thì Diễm My còn là bị hại. Do vậy, Diễm My đã không xuất hiện. Giống như hầu hết những nguyên đơn kiện tình thất bồng lai đã xâm phạm con bò hoặc trí khôn của bò, nhưng họ đều lẫn trốn, tránh né đến tòa, đặng, đối chất. Nguyên đơn là những công dân trong hình tướng thầy tu tự nhận là bị hại. Cho dù có thể Diễm My sẽ khác họ về bản chất có hay không có tội ác kết tinh trong vụ án này. Tuy nhiên, Tuyệt đối không thể phủ nhận tai họa của giáo hội đã hiện hiện và độ ập xuống đầu tỉnh thức Bồng Lai mà Diễm My là nhân tố chính cho bắt đầu những tan tác, thương ly, tu đại và ước chừng có đến nửa xã hội đã ruông bỏ phỉ bôi tỉnh thức Bồng Lai. Nên ngày 24 tháng 10 năm 2019 sẽ làm mốc tỉnh thức Bồng Lai chịu sự oan khiên, vết thường chí mạng, dán xuống phận đời tử tế, gánh mang đến hôm nay. Và cả tận mai sau là nhân tố chính nhưng Diễm My là không chịu đến tòa nếu như cô ấy vẫn còn sống theo nghĩa sinh học và thân thể được tự do. Nhưng sự nếu này mà đúng là đồng nghĩa rằng lương tri, nhân phẩm, nhân tính của cô ấy đã chết, đã hoàn toàn không còn nữa. Bởi lẽ vì sao ư? Rất nhiều người dõi theo vụ án tình thất bồng lai, đồng thời họ luôn suy nghĩ cẩn trọng thì không khỏi hoài nghi về sự thoát ẩn, thoát hiện của Diễm My trong câu chuyện này. Có thể ví như vai diễn của một nhân vật trong vở kịch dài nhưng chỉ xuất hiện trong thời của phân cảnh nào đã được đạo diễn viết sẵn, rồi dày công tập luyện diễn bày. Buổi chiều định mệnh vào ngày 24 tháng 10 năm ấy không thể thay đổi, nhưng thời điểm Du Côn phá cửa xông vào tỉnh thất bồng lai mà Diễm My có ở đó thì chắc chắn chuyện đập phá, lục soát, đánh người tuyệt chẳng xảy ra. Vì mục đích của bọn Du Côn là tìm Diễm My cái mà. Thành thử Diễm My không có mặt là cái cớ cho côn đồ tính phát tán hại người nếu có nói đám du côn ấy đã đến tìm Diễm My nhưng biết tính toán chọn lọc thời điểm, không có Diễm My thì cũng chưa hẳn sai. Khi liên tưởng chuyện họ đến tìm không dưới 3 lần, thật trùng hợp, toàn lúc Diễm My không có ở đó. Hơn nữa vợ chồng Thắng, mai, hai kẻ cầm đầu đám du côn họ có thừa nhân lực, đủ trí lực, tà lực hung hầu để giám sát tình thật bồng lai. Rồi Diễm My xuất hiện trở lại đến làm việc với công an theo sắp xếp yêu cầu của công an, lần xuất hiện để rồi mất tích. Phân cảnh này, đẩy tình thế bồng lai vào thế, lưỡng đầu thọ án, tù vì sau, vì nếu Diễm My mất tích thì tội trọng dụ dỗ con gái nhà du công. Ngược bằng có sức bảo vệ Diễm My nếu có mất tích vì lực bất tổng tâm thì thoát sao khỏi tội, hại công mạng nhân dân, nên đoạn đành đứng vành móng ngựa. Như những điệp khúc lắm ma mị, Diễm My cứ mất tích rồi xuất hiện đôi lần trong 2 năm tháng 10 năm 2019 cho đến tháng 11 năm 2021. Cô ấy xuất hiện hoặc tố cáo những người mặc áo giống như là công an đã bóp vú, bẹo bụng, sờ đuôi trong quá trình họ cường bức sự đi lại cũng như giam cầm cô, thao lời cô ấy tố. Hoặc cô xuất hiện tố cáo ông Thắng là cha của cô, dân cô tắm, trong khi mẹ của cô là bà Mai có hành vi động lõa với sự biến thái kia. Quả thật rất biến thái, một môi sinh gia đình biến thái. Nên Diễm My không chỉ đã tố cáo gia đình biến thái và có cả công an, lên các nền tảng mạng xã hội. Mà cô ấy còn có đơn thư gửi lên tận bộ công an, động thái khiến Tào Tháo phải tin rằng Diễm Mi quyết đòi công lý cho chính cô, cho tình thức bồng lai cũng như tội ác nếu có cần phải trị trừng. Nhưng bước đâu và thế lương cái mà từ đó Họa Mi không còn xuất hiện trong vườn, hay có thể thấy ở bất kỳ đâu nữa, lệnh truy tìm Diễm My được cơ quan điều tra ban hành nhiều lần như lá mùa thu, đến hai lệnh, nhưng lực lượng có nghiệp vụ giỏi nhất thế giới, dường như vẫn mãi cùng nhau tung hứng trốn tìm. Kinh điển hơn, lẽ nào đến cục CO5 vẫn phải dưới màu Diễm My khi không tìm ra địa chỉ IP nơi Diễm My đăng tải những nội dung tố cáo. Còn xác suất Diễm My bị bọn Du Côn đã bắt, giam hãm Diễm My lần nữa thì cực thấp, nha trường phi lý lắm. Bởi trước tháng 11 năm 2021, Diễm My thừa trí tuệ tự bảo vệ bản thân bằng cách ẩn mình mà thiên hạ chẳng thể tìm ra. Cần quan sát động thái của cha mẹ của Diễm My đã đau buồn ra sau khi con gái Diễm My mất tích. Xin khắc nhớ, họ hết mực yêu thiên Diễm My nên thả làm vô côn kiếp này để cứu Diễm My ra khỏi tổ quỷ, tình thất bồng lai. Bố mẹ Du Côn đau buồn cũng mang mắt trước Du Côn, móc nối với Lê Thành Minh Tú, cấu kết vợ chồng, du lượng viên, cùng nhau vu oan giá họa tình thất bồng lai, ở đấu trường Đại Nam một thời khắc máu. Đỉnh điểm của thú tính là chúng giàn quân kéo hùa tràn về xã Hòa Khánh Tây, bao vây tỉnh thất bồng lai, với mục đích khủng bố để cả sử dụng bạo lực loại hình chương chính vô sản mà người Cộng sản mới luôn dùng. Hôm ấy, cộng an sở tạ được huy động để hoặc làm chứng hoặc bảo vệ bọn khủng bố hơn là giữ gìn trật tự trị an. Động thái này vô tình khiến lời bốc phép của bà Hằng thành lời tiên tri sắc đá. Gần 10 tháng qua, tình thức bồng lai bị khủng bố rồi bị khởi tố đến bị kết án ngục tù tù đầy cả cụ Tùng Vân. Cụ Vân là sư phụ của Diễm My vừa dạy dỗ vừa cư mang, còn cho Diễm My mượn cả cục tiền lộ phí. Nên như trong phim Tàu hay nói, chết phải thấy xác chứ con sống mà mất tích là chọn quay lưng với những người cho dù không thân chẳng nữa, nhưng họ đã vì bảo vệ Diễm My mà bị tan nhà nát cửa. Để mấy con chó trong khốn cảnh hôm nay vẫn không rời xa tỉnh thất bồng lai, nửa bước dù tứ bề tiếng gầm gừ của bầy sói không dứt vọng về. Tử tế ơi, Nhân tính ơi, Diễm My ơi, sao chưa chịu quay về? Và sau đây là lời xin lỗi của luật sư Tuấn Ngô đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 27 tháng 7. Tôi gửi lời xin lỗi. Mời quý vị cùng chia sẻ. Tôi gửi lời xin lỗi đến tỉnh Thất Bồng Lai. Ngay từ đầu khi tiếp nhận thông tin về những vụ việc liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai, tôi có cái nhìn có phần ác cảm về họ. Đó là sự thật thế nên khi có người ở đây liên hệ với tôi hỏi một số vấn đề về pháp lý và tôi nghĩ rằng họ cũng muốn nhờ tôi là luật sư hỗ trợ pháp lý cho họ tôi đã không thực sự nhiệt tình vì cái nhìn định kiến có sẵn và tôi nghĩ chính vì hành động này của tôi đã dập tắt luôn ý nghĩa nhờ tôi giúp đỡ trong quá trình hành nghề của mình tôi đã từ chối rất nhiều thân chủ vì sức khỏe năng lực và nhiều lý do khác nữa chuyện đó cũng là điều vô cùng bình thường với mỗi luật sư tôi cũng thường quên luôn những người mà tôi đã từ chối nhận hỗ trợ Tuy nhiên, với trường hợp của tỉnh thất bồng lai, dù hai bên chưa nói với nhau điều gì, nhưng tôi vẫn thấy mình còn có nhiều điều lớn cấn nên âm thầm theo dõi diễn biến sự việc, xem sự thật khách quan như thế nào để hóa giải mối nghi ngờ đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của mình. Cho tới thời điểm này, qua một số thông tin mà các tờ báo chính thống đăng tải, có vẻ như những tố cáo về hành vi loạn luân trong tỉnh thất bồng lai là suy diễn, thiếu căn cứ khoa học vững chắc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sự ác cảm của tôi đối với những người nơi đây là thiếu cơ sở tôi nghĩ rằng thánh nhân cũng có lúc nhầm huống hồ gì là tôi tôi chỉ là một người phàm và tôi cũng có lúc suy nghĩ cảm tính thế nên qua đây tôi xin chân thành gửi lời xin lỗi tới những người ở tỉnh thất bồng lai vì tôi đã có phần hồ đồ dù mới chỉ là trong suy nghĩ Vừa rồi là một ý kiến có đồng mạng tiếp nối chương trình là một những vấn đề của anh ta. Mở đầu là bài phân tích có tự đề làm bàn về tinh vi trong chuyến bay giải cứu của nhà báo Trân Văn tại trên trang blog VOA vào ngày 26 tháng 7. Mời quý vị cùng theo dõi. Làm bàn về tinh vi trong chuyến bay giải cứu Vụ án đưa vào nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa có thêm 6 bị can nữa. Vụ án đưa vào nhận hối lộ Lần này có hai trong 6 bị can là công an, ông Trần Văn Dự, cựu cục phó cục quản lý xuất nhập cảnh và ông Vũ Sĩ Cường, nguyên cán bộ của cục quản lý xuất nhập cảnh. Giống như lần trước vào tháng 4 của năm 2022, khi công an khởi tố thêm 3 bị can dính đến vụ án vừa đề cập. Các bị can dính liếu đến ngành công an là Vũ Anh Tuấn bị bắt cách này 3 tháng, Vũ Sĩ Cường mới bị bắt đều không có cấp bậc và chức vụ cụ thể. Chỉ ghi chung, chung là nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh. Riêng ông Trần Văn Dự, nhân vật mà vai vế vốn thuộc loại, dễ dâu gì, dấu diễm. Cho nên Bộ Công an mới chịu chú thích về chức vụ là cựu cục phó của quản lý, xuất nhập cảnh nhưng không nêu cấp bậc đại tá. Cứ đối chiếu các thông tin liên quan đến khởi tố, tống giam những cá nhân đã hoặc vừa trở thành bị can của vụ án, đưa vào những hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam, sẽ thấy điều đó khác hoàn toàn với những bị can ngoài ngành công an. Công an công bố đầy đủ chức vụ nơi làm việc của từng người dù họ chỉ là chuyên viên. Chẳng hạn như là bà Nguyễn Mai Anh, Bộ căn hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ, ông Ngô Quang Tuấn, vụ hợp tác quốc tế thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Trong khi các bị can của vụ án đưa vào nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam đều bị khởi tố, tấm giam. Lúc đang tại nhiệm thì chẳng hiểu tại sao Công an Việt Nam, nơi điều tra vụ án, lại chỉ phát giác và khởi tố đồng đội sau khi họ đã thành nguyên, thành cựu. Rõ ràng phát giác và khởi tố chậm như thế giúp ngành công an giữ được thể diện, đỡ phải hổ thẹn như ngành ngoại giao, ngành y tế, ngành giao thông vận tải, thậm chí là văn phòng chính phủ. Nếu ngành ngoại, ngoại giao dẫn đầu vì đóng góp cho vụ án 6 bị can, thì ngành công an xếp thứ hai với 3 bị can, cái đó mới là các ngành y tế, giao thông, vận tải. Văn phòng chính phủ nhưng việc tống giam những nguyên và cựu khiến thiên hạ không để ý đến bàn tay, lòng lá của ngành công an trong việc kiến tạo các chuyến bay giải cứu và để chúng kéo dài hàng năm, hút máu của đồng bào hàng chục tỷ đồng và hàng trăm ngàn mỹ kim. Ông Trần Văn Dự trở thành cựu cục phó cục quản lý xuất nhập cảnh hồi nào và khi nào thì những ông vũ anh tuấn vũ sĩ cường trở thành nguyên cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an không thèm giải thích nhưng nhìn vào lý do khởi tố các ông này có thể khẳng định họ vừa trở thành cựu và nguyên trước khi quyết định khởi tố được công bố khi xảy ra vụ án nếu đã là cựu hay là nguyên thì ai thèm đưa hối lộ để bị điều tra vì nhận hối lộ. Cách này 3 tháng khi công bố thêm thông tin về kết quả điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Tô Ân Sô, Trung tướng Chánh Văn Phòng, kiêm phát ngôn viên Bộ Công an bảo rằng một số đối tượng liên quan đến vụ án đã đối phó rất quyết liệt về hoạt động tinh vi. Lúc ấy nghe vậy, nhiều người đã bật cười nếu chính phủ biết nghe và biết nghĩ đương đối phó với dịch quyết liệt theo kiểu như đã biết thì làm sao viên chức nhiều ngành có cơ hội kiếm trác từ các chuyến bay giải cứu. Làm sao có thể gọi là tinh vi khi ai cũng nhận thấy chủ trương, chính sách trong việc đưa người Việt hồi hương giữa đại dịch vừa vô lý vừa bất nhân nhưng chúng vẫn có hiệu lực gần một năm. Hoạt động phạm tội tinh vi hay bất động dứt khoát không làm gì cả mới là tinh vi. Nếu cuộc điều tra chỉ chạm đến thứ trưởng ngoại giao, bởi dù sao cũng đã chọn được một số đối tượng để buộc phải chịu trách nhiệm nhằm giúp dân chúng hạ hỏa, thì đó có phải là tinh vi không? Vừa rồi, rồi vừa điều tra, vừa phủ trách nhiệm liên đới bằng việc biến một số cá nhân thành cựu hay nguyên có tinh vi không? Ở Hội nghị toàn Quốc nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, và trương thị mai trưởng ban tổ chức của ban chấp hành trung ương đảng vừa đề cập đến chuyện tổ chức cơ sở đảng ở đâu bị kỷ luật phải thay cấp ủy ở đó đảng ủy một số bộ đã bị kỷ luật vì dung dưỡng không ngăn chặn một số viên chức cao cấp trong bộ vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhưng điều này sẽ không xảy ra với đảng ủy công an trung ương vì tội phạm luôn là cựu và nguyên nếu sắp tới ý tưởng tổ chức cơ sở đảng ở đâu bị kỷ luật phải thay cấp ủy ở đó thành hiện thực đảng ủy công an trung ương cũng chẳng cần phải lo vì đã có giải pháp đặc biệt hóa giải trách nhiệm. Chẳng lẽ như thế là không tinh phí? Và sau đây, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị khán giả bài hiện thực phê phán có tựa đề Trả giải gì làm công dân tốt của tác giả Ái Dân. Đang trên trang blog AFI vào ngày 18 tháng 7. Mời quý vị cùng theo dõi. Trả giải gì làm công dân tốt? Trả giải gì làm công dân tốt ở Việt Nam Vị trí thiệt thòi vào mình, ở nước nào cũng vậy, tiêu chuẩn phổ quát của công dân tốt và tuân thủ pháp luật gắn liền với khúc ruột nhất của việc tuân thủ pháp luật ở một công dân, trưởng thành là đóng thuế đầy đủ. Ở Việt Nam, với mức thu nhập trên 11 triệu đồng mỗi tháng, bạn nó đó phải đóng thuế thu nhập. Nếu có ông bà nội ngoại, cha mẹ già, con cái, cô, dụ, cô dì, chú bác, người thân phải nuôi dưỡng, tức hoàn toàn sống nhờ vào bạn. Ngoài ra, bản thân họ không có nguồn thu nhập nào hoặc tổng thu nhập của họ dưới 1 triệu đồng mỗi tháng. Bạn được để lại 4 triệu tư. Chi phí này có đủ cho bạn nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ, ông bà không? Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, lạm phát ở Việt Nam tăng lên 1.1% so với cùng kỳ của năm 2021. Chỉ số giá tiêu dùng chung tăng 2.25%, đồng nghĩa mỗi quả trứng, con cá, ký gạo, bó rau, chai nước mắm đều tăng. Ở Việt Nam có lẽ trứng là thức ăn bổ dưỡng và rẻ nhất trong các bữa ăn công nhân thường xuyên, có quả trứng luộc dầm nước mắm với bó rau luộc. Vậy mà bây giờ nó cũng khiến cho người ta phải trợ tay. Tôi đã thấy những bà nội trợ đứng tầng ngần lây hoay mãi về một vị trứng mỗi quả, hôm nay đã tăng đến vài ngàn đồng so với tuần trước. Một vị trứng gà bán ở siêu thị giá 32.000 đồng, ở chợ giá 35.000 đồng, trứng vịt giá khoảng 38.000 đồng mỗi vỉ, tăng 5 đến 7.000 đồng khoảng 20% so với đầu năm và tăng 34% đến 40% so với cùng một năm. Còn so với chỉ 3 năm trước thì mức tăng sẽ làm bạn rùng mình. Tháng 7 năm 2019, giá trứng gà khoảng 18.000 đến 19.000 đồng một chục trứng, trứng vịt khoảng 20.000 đồng một chục. Mỗi lít dầu ăn tăng 50% so với đầu năm và gấp đôi 2 năm trước, lên hơn 55.000 đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, theo VN Express. Giá mỗi ký thịt heo lên đến tháng 6 năm 2022 khoảng 54.000 đồng đến 58.000 đồng. Giá của 3 năm trước là khoảng 30.000 đồng mỗi ký. Người lao động kiếm tiền ở đâu ra để bù lạm phát? Ngoài việc các chi tiêu như đi xe bus thay cho xe máy, giảm đi chơi hay ngồi quán với bạn bè hay mua tổng đồ về từ cắt tóc cho chồng con ở nhà, thì cách duy nhất là thắt lưng buộc bụng, năm 2020 chi tiêu cho ăn uống và sinh hoạt tối thiểu chiếm đến 39% trong tổng chi tiêu của mỗi hộ gia đình, trung bình khoảng 2,7 triệu đồng mỗi người theo tính toán của tổng cục thống kê. Đó là năm bắt đầu xảy ra dịch cúm tàu trên toàn thế giới, nhưng Việt Nam lúc đó vẫn đang rất ngạo nghễ, hầu như cho việc sản xuất kinh doanh vẫn bình thường. Năm ngoái trọng thương trí tử, năm nay tổng cục này chưa kịp tính toán, nhưng với mức lạm phát được báo cáo thì có thể dự đoán con số này không giảm, chỉ ít là không giảm nhiều có nghĩa là theo tháp nhu cầu Maslow, tuyệt đại bộ phận người dân Việt Nam ở thế kỷ 21 đang quay lại với cuộc sống chỉ gồm nhu cầu sinh tồn căn bản nhất của con người, nôm na chỉ cầu đủ cái ăn bỏ miệng, làm phát do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu do chính sách thuế khóa. Hiện tại Việt Nam đang có 15 loại thuế, 73 loại phí và 42 loại lệ phí. Các khoản này dùng để nuôi bộ máy quản lý song trùng cực kỳ nặng nề, gồm có hệ thống đảng, hệ thống chính quyền và hệ thống dân cử, là quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp, hệ thống nào cũng được thiết kế giống nhau, bao gồm trục dọc từ trung ương đến từng xã, phường, tổ dân phố và trục ngang gồm toàn bộ địa bàn. Nó được giao quản lý từ tổ dân phố hay ấp trở lên. Tổng số người hưởng lương và có tính chất lương từ ngân sách ở Việt Nam chiếm đến 11.5% dân số, con số 5 97, để nuôi bộ máy ấy và nuôi cả tham nhũng từng đồng một, người dân bị thu tỉ mỹ và triệt để. Đến nỗi trên các diễn đàn quốc hội cách đây nhiều năm, nhiều đại biểu đã phải thốt lên, cần giảm thuế phí để khoan thư sức dân. Nội công bình quân đầu người Việt Nam là 35.1 triệu đồng mỗi người, có xu hướng tăng qua các năm, khi năm 2018 là 31.69 triệu đồng mỗi người. Năm 2019 là 33.62 triệu đồng mỗi người, chiếm 55.2% GDP, theo đánh giá của cơ quan kiểm toán vào cuối tháng 5 2022. Thế nhưng, đọc bất cứ báo cáo tổng kết, báo cáo giám sát của bất cứ ngành nào cũng đầy rẫy tham nhũng và lãng phí gọi lãng phí cho đúng với thuật ngữ dùng trong luật, chứ đúng tên nó phải là tham ô và trục lợi, vẫn căn cứ theo báo cáo tổng kết 10 năm chống tham nhũng lãng phí của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 10 năm qua, đã có 2.700 tổ chức đảng, 168.000 đảng viên bị kỷ luật và vi phạm điều lệ đảng. Trong đó có khoảng 7.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Ở cấp tối cao có 170 cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên trung ương đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang bị kỷ luật. Riêng từ đầu nhiệm kỳ đại hội 13 của đảng đến này đã kỷ luật 50 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên trung ương đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang. Gần 45.000 tập thể cá nhân sai phạm, kiến nghị thu hồi và xử lý tài chính gần 1 triệu tỷ đồng, gần 80.000 hectare đất, gần 1.200 vụ việc có dấu hiệu tội phạm chuyển sang cơ quan điều tra gần 2.000 văn bản pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ. Số vụ án tham nhũng bị xét sự lập đỉnh, khoảng 16.000 vụ so thẩm với 32.000 bị cáo. Túng gọn là một câu, bao nhiêu tiền của trăm triệu con người làm ra đều bị tham nhũng liếp sạch. Bắt thì bắt, tù thì tù, tịch thu tài sản thì tịch thu tài sản. Số tiền đã kịp chuyển ra ngoài biên giới Việt Nam, cùng với những hộ xíu ngoài đó âm thầm. Lận lưng, từ hồi năm vẫn đảm bảo cho đám doi bọ này cuộc sống đế vương sau khi ra tù còn danh dự ư ừ, thằng nào chả như thằng nào kính thưa các đồng chí chưa bị lộ ngoài vài cái chết đáng đợi bi thảm như chết ruột trong tụ của vài cá nhân thân hữu thì chưa thấy quan chức nào trả giá xứng đáng cả vậy thì làm công nhân tốt tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh đóng thuế để làm gì ngu sao trong khi bọn chúng ăn trên đầu trên cổ mình từ rất nhiều chục năm trước cán bộ nhà nước các tỉnh hay có thói quen sinh hoạt giống nhau là đón con về tắm giặt thậm chí nấu nướng thức ăn ngay tại cơ quan rồi mẹ con thơ thới chở nhau về nhà cũng có khi họ ăn uống luôn, rờ bát, cất kỹ rồi mới về. Gần như mỗi ngày đều thế, cả gia đình quanh năm cũng tiết kiệm kha khá tiền điện nước. Tương tự như vậy, được liệt vào dạng tham nhũng vặt, trái với tham nhũng lớn, những khoản bôi trơn tru, thu được khi hoạnh hoẹ làm khó người dân cũng giúp nuôi sống, thậm chí làm giàu cho nhiều gia đình công chức. Đó cũng là một trong những lý do chính thu hút người ta vào cơ quan nhà nước. Thế cho nên, ở Việt Nam, dạy gì mà đóng đủ thuế, hỏi quý vị quan gian thì dân tham, đấy là quy luật. Bộ trưởng thao túng chính sách, tướng biên phòng bảo kê buôn lậu xăng, Chủ tịch tỉnh ăn đất thì dân ăn gian tiền điện tiền nước, phí xe lên vị hạt, cắt dây điện, kề thiếu thuế, cân điêu độn hàng giả, bơm thạch vào tôm, sản xuất thực phẩm tưới đậm hóa chất cấm. Chúng ta một ruột như nhau cả, phải không thưa các ngài bệ vệ hay lên tivi rao giảng đạo đức. Tiếp nối chương trình hôm nay là một nhân vật sự kiện. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết của tác giả Lê Nguyễn có tựa đề Người mẹ Việt Nam và tử sĩ của hai miền Nam Bắc đang trên trang tiếng dân vào ngày 27 tháng 7. Mời quý vị cùng theo dõi. Người mẹ Việt Nam và tử sĩ của hai miền Nam Bắc Hồn tử sĩ gió ù ù thổi, mặt chinh phu trang giỏi giỏi soi, chinh phu tử sĩ mấy người, nào ai mặt mặt, nào ai gọi hồn. Trích chinh phụ ngâm khúc của đoàn thị điểm, đạn Trần Côn. Sau hơn 20 năm chiến trận giữa hai miền Nam Bắc, các bà mẹ của Bình Thắng Cuộc được vinh danh ngất trời, có nơi dành vài trăm tỷ xây dựng tượng đài. Vừa xây xong, vội vàng gửi thư, xin trung ương, rót tiền, cứu đói. Thôi thì vinh danh các mẹ cũng là điều hợp với đạo lý, nếu như bên cạnh việc làm này, người ta cũng biết cúi xuống cảm thông nỗi đau của những bà mẹ bên thua cuộc ngày ngày quét bụi trên cái bàn thờ của thằng con tự sĩ Việt Nam Cộng Hòa hay tự cửa, mong ngóng ngày trở về của đứa con đi cải tạo nơi rừng xa, núi thẳm. Sau cái ngày 30 tháng 4 ấy, người ta chứng kiến sự đoàn tụ của nhiều gia đình bị ly tán vì cuộc chiến. Một sự đoàn tụ kéo theo đủ niềm vui, nỗi buồn, có nhiều nụ cười nhưng không thiếu nước mắt. Tôi vẫn thường kể lại trường hợp một bà mẹ hạnh phúc nhất trong những bà mẹ thời chiến, đó là bà mẹ người bạn đồng môn của tôi, dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, bà là mẹ một trung tướng kỳ cựu thời Tổng thống Ngô Định Diệm. Sau 30 tháng 4 năm 75, được biết bà cũng là mẹ một thiếu tướng của bên thắng cuộc. Xong, đó chỉ là ngoại lệ. Bên cạnh bà mẹ hạnh phúc đó, có hàng chục, hàng trăm ngàn bà mẹ ứa nước mắt. Ngày ngày thắp hương trên bàn thờ những đứa con không bao giờ trở về, dù của bên này hay phía bên kia. Nhưng cay đắng và khó xử nhất lại là các bà mẹ có những đứa con trai mà hoàn cảnh xã hội đã đưa đẩy họ đứng ở hai bên chiến tuyến đối nghịch nhau. Cuộc chiến kết thúc, mẹ chứng kiến bao nhiêu cảnh sao xáo gia đình. Người anh đi tập kết trở về, hằng học lên lớp thằng em trai theo ngụy, ôm chân đế quốc, giết hại đồng bào. Người mẹ không kiên nhẫn được nữa, bà gào lên trong nước mắt. Nó theo ngụy, nhưng nó nuôi tao sống tới bây giờ, mày theo cách mạng mà có nuôi tao được ngày nào chưa? Nhiều tình huống gia đình như thế mà những bà mẹ sau cuộc chiến hẳn sẽ rất đau lòng khi chứng kiến những ngày ở trại cải tạo xuyên mộc một người bạn tù họa sĩ kể cho tôi nghe câu chuyện gia đình của một nữ viên chức cao cấp bên thắng cuộc có người anh ruột là người dân đang sống ở sài gòn cứ mỗi lần người phụ nữ này đến thăm nhà người anh là những con trai của ông này vừa nhắc thấy bóng dáng người cô ruột đã đứng bật dậy bỏ nhà đi chỗ khác hậu quả của sự ly tán lòng người khiến cho người nữ viên chức này ra rứt không yên một người bạn đồng môn của tôi vừa qua đời cách đây mấy năm vào thập niên 70, từng trải qua những ngày cải tạo ở một trại thuộc vùng núi Châu Đốc. Bữa nọ, bà nhâm thị trại thông báo anh có một người anh ruột là thiếu tướng NTB tư lệnh phó một quân khu đến thăm, yêu cầu anh ra gặp. Anh trả lời thẳng thừng với họ, tôi không có người anh nào tên là NTB cả. Cuối cùng, thì ông thiếu tướng đã thân hành vào tận nơi để thăm cậu em, ngoan cố. Có chuyện đó nói lên lòng tự trọng của người thua cuộc, dẫu là trong chỗ ruột ra nhưng quan trọng hơn, nó phản ánh một số thực trạng đáng tiếc của nhiều gia đình sau ngày 30 tháng 4, thì con cái họ từng hai chiến tuyến đối đầu nhau. Và người đau khổ nhất khi phải chứng kiến những thực trạng đó chính là những người mẹ. Sáng nay, tháng 4 năm 2019, mình đọc trên trang của một bạn báo Lại Thanh, một bài viết ngắn thật ấn tượng, bài viết trích dẫn chuyện má phải sốc trăng của nhà báo Nguyễn Tiến Tường. Đó là câu chuyện về một người mẹ có mấy người con trai, thằng Tư đi lính Việt Nam Cộng Hòa, thằng Năm theo quân giải phóng, thằng Sáu đi đầu mất tích. Một đêm nọ, thằng Năm được lệnh công đồn, trong đồn có thằng Tư. Trích, đêm công đồn, thằng Năm tìm cho được anh mình trong những xác chết la liệt, nó đã hoàn thành nhiệm vụ về trên giao. Trên đường về nó tranh thủ ghé nhà cho má nó hay, anh Tư chết rồi má. Hết trích. Câu nói ráo hoạnh, sắc ngọt như một nhát dao bén, xong chắc chắn đàn. Sau đó là rất nhiều nước mắt của người mẹ già nua. Nên trang trong những ngày 30 tháng 4, 27 tháng 7 trên đất nước này, bên cạnh hàng triệu gia đình vui của bên thắng cuộc, hàng triệu gia đình buồn của bên thua cuộc, chúng ta hãy dành những phút lắng lòng tưởng nhớ đến những bà mẹ của thằng Tư, thằng Năm. Do mẹ rất ruột sinh ra mà đau đớn chứng kiến cảnh chúng chỉa súng đã đạn vào nhau để hoàn thành những nghĩa vụ thiêng liêng nhất. Tiếp nối chương trình hôm nay là một câu chuyện Việt thanh tâm gửi đến quý vị cảm nhận của tác giả Liên Trà về những ngôi chùa quốc doanh dưới thời Cộng sản Việt Nam hiện nay. Chia sẻ trên trang Facebook Thiên Hà truyện vào ngày 24 tháng 7. Mời quý vị cùng theo dõi. Tôi quay lưng với chùa quốc doanh. Tôi không dám đánh giá ai trong đám đông dân Việt là u mê cùng tính. Tôi chỉ khẳng định chắc chắn là tôi không u mê. Trước kia tôi cũng hay đến chùa. Tôi theo đạo Phật. Tôi kính Đức Thích Ca Mâu Ni. Tôi vạn cảnh chùa để hòa mình vào khung cảnh thanh tịnh, ăn chút cơm chay, cúng một số tiền nhỏ, vậy thôi. Bây giờ khi thấy sư sải xa rời cuộc sống tu hành khổ hạnh, hình như họ coi tu hành là nơi kiếm ăn, hưởng lạc. Họ không còn mặc áo vàng, vải thô trường thống, đi chân đất, ăn chay đạm bạc uống nước lá vối nữa. Mà thay vào đó là những khuôn mặt láng mượt phồng thực, những bộ quần áo lụa sang trọng, màu mỡ gà hay màu thâm máu đĩa. Dép da hàng hiệu, đồng hồ Rolex, điện thoại Virtu, xe Camry, bạc tỷ, những bữa tiệc xa hoa, rượu thịt. Đặc biệt có khi còn trai gái trong chùa, thậm chí có những sư nghiện hút và đánh bạc ngay tại chốn tôn nghiêm cửa Phật. Nghe nói những chùa chiền có giá trị tâm linh cao như là bá đính, chùa hương, trúc lâm yên tử đều được giao cho các doanh nghiệp đại gia, nâng cấp mở rộng thành những khu du lịch tâm linh. Thực ra đó là những cỗ máy in tiền, là nơi rửa tiền, nuôi lũ đội lốt đầu trọc và nhóm lợi ích quan chức đứng sau. Chùa Bá Đính Cổ Kính biến thành công ty trách nhiệm hữu hạn Chùa Bá Đính, Hoành tráng gần ngàn hecta, giá trị 2 ngàn tỷ đồng, công ty này không sản xuất các sản phẩm phục vụ đời sống thiết yếu hàng ngày mà kinh doanh các hình thức tâm linh. Không một nhà máy nào hiệu quả bằng công ty chùa vì chùa không phải nộp thuế. Thừa thắng xông lên, đại gia xây chùa Bá Đính lại xây tiếp quần thể chùa Tâm Trúc ở Hà Nam, dự định là lớn nhất thế giới. Có cả khu biệt thự casino thì hết biết. Thang trọc phú rỗng đời lại còn đúc tượng đồng hình bán thân vợ nói như Phật ngồi nơi chính điện mà bá tính vẫn xì sụp khấn vái thì quả là hết thuốc chữa. Trúc Lâm Yên Tử, linh thiên của Thượng Hoàng Trần Nhân Tông được giao cho sư đại biểu quốc hội Thích Thanh Quyết, trụ trì cùng với chùa Phúc Khánh và một chùa khác ở Hà Nội. Yên Tử thì lập bó thu tiền, Phúc Khánh nổi tiếng với dịch vụ cúng sao giải hạn 2.200.000 đồng. Thiếu 50.000 đồng cũng không chịu vì chùa sư lỗ trọng võ. Nguyên văn lời sư trụ trì. Chùa Hương thì biến thành nơi kinh doanh ưu trọng với quán thịt cay, thịt rừng. Trên đường vào có cả thịt mèo, giả cày hương. Với những chùa như thế thì hỏi tôi có nên đến chùa nữa không? Vì những nguyên nhân được tai nghe, mắt thấy nên tôi chính thức quay lưng với chùa. Bởi vì đến làm gì khi thấy cảnh quỷ ma đang khoái động Phật môn? Đến để mang những đồng tiền hiếm hoi, mồ hôi nước mắt, đi nuôi lũ gian manh lợi dụng kiếm ăn trên đầu bá tánh ư? Không, không đời nào. Có người bảo rằng ta đến chùa vái Phật không phải vái sư. Tôi lại thấy cái áo cà sa được mát trên cái giá không xứng đáng là sư. Bởi họ là những kẻ đầu trọc làm ô uế cửa Phật nên tôi không vái. Tôi không đi chùa nhưng tôi để Phật ở trong tâm. Ở tại nhà tôi. Tâm mình trong sáng, mình sống hị thiện lương. Không tham lam hại người thì chẳng cần phải sám hối. Chẳng cần lên chùa dân lễ cho to, cúng dường cho lớn, hối lộ để mong thần Phật xá cho những tội lỗi của mình. Mặc ai lên chùa thì cứ lên, trong tâm tôi kính luôn Phật kính Chúa. Xin thật tâm xin lỗi những vị sư chân chính khi đám so mọt quá nhiều làm hồng hết nồi canh rồi. Tiếp nối chương trình hôm nay là một bình luận thời sự thân tâm gửi đến quý vị cảm nhận của tác giả Nam Việt vô tình thức bồng lai công an. Long mang lại tìm cách thao túng dư luận. Chia sẻ trên trang Sài Gòn Nhỏ News vào ngày 26 tháng 7. Mời quý vị cùng theo dõi sau vụ xử những người ở tỉnh thất bồng lai với những bản án không ai tưởng tượng nổi dư luận xã hội bùng lên những lời phản đối và chỉ trích hết sức nặng nề đối với công an tỉnh long an cũng như giáo hội phật giáo việt nam quốc doanh do đã cùng to rập ám hại những người ở tỉnh thất rất nhiều người nói rằng họ đã thực sự nhận ra chân tướng của giáo hội phật giáo quốc doanh và mưu đàn áp tôn giáo của chính quyền cộng sản thông qua vừa bỏ tù những người vô tội đặc biệt trước khi vụ án diễn ra khi công an đã kết tội những người ở tỉnh thất là lợi dụng từ thiện để trục lợi, loạn luân. Thế nhưng, trong suốt phiên tòa vào ngày 20 và 21 tháng 7, những vấn đề này đang hoàn toàn không được đặt ra. Điều này khẳng định công an Long An đã thao túng truyền thông, chứ không có bất kỳ một bằng chứng nào về những điều họ rêu rao. Chiều ngày 26 tháng 7, như báo đồng loạt đưa tin thêm, cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Long An ra lệnh truy nã bị can Lê Thu Vân, và tạm đình chỉ tiếp nhận hai nội dung tố giác hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Thất Bồng Lai. Bà Lê Thu Vân là nhân vật bị khởi tố cuối cùng ở tỉnh Thất Bồng Lai. Nhưng từ lúc khám xét cho đến lúc ra tòa không ai biết bà Vân ở đâu. Việc truy nã người phụ nữ lớn tuổi này như một tội phạm nguy hiểm cho thấy công an Long An đang muốn tạo một dư luận xấu với đám đông. Tờ Zing News Tuổi trẻ dẫn thông cáo từ công an ra nguồn tin từ cơ quan an ninh điều tra tỉnh Long An cho biết rằng hai hành vi loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tạm đình chỉ nhưng sẽ được phục hồi điều tra sau. Việc tạo dư luận ước mở của công an Long An rõ ràng là một cách để thao túng thông tin, tạo cơ hội cho việc cả xã hội bùng lên lời chỉ trích từ phe chống tỉnh thức bồng lai. Ở phiên tòa chính thức, vụ loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đều không tìm được chứng cứ nào. Bất chấp toàn thể bộ máy của công an tỉnh Long An đã ra sức, ra soát để đặt tội, nhưng không thành công. Cũng vào lúc này, trên mạng đang tràn lan công văn mật bị tiết lộ của Giáo hội Phật giáo Quốc doanh gửi cho các cơ quan chính quyền. Công an để chỉ điểm và yêu cầu kiểm tra bắt bớ những người ở tỉnh Thất Bồng Lai. Mà lý do đơn giản là nơi này đột nhiên nổi tiếng trên truyền hình nhà nước với những đệ tử trình diễn thành công nhưng đồng thời công khai chối bỏ việc mình có liên quan đến giáo hội quốc doanh. Theo tác giả Đàm Ngọc Tuyên, cây viết chuyên điều tra về giáo hội quốc doanh, âm mưu muốn diệt tỉnh thất bồng lai đẩy ra khỏi Long An đã có từ hơn 2 năm trước. So sánh với công văn chỉ điểm do Thích Quảng Tâm, Phó trưởng ban Thường trực của Phật giáo quốc doanh Long An, dưới quyền chỉ đạo của Thích Minh Thiện, người đứng đầu Phật giáo quốc doanh Long An, thời gian tai họa ập đến đối với tỉnh thất bồng lai thực sự bắt đầu từ đó, Công văn với yêu cầu 8 điểm của Giáo hội Quốc danh ảnh kèm theo là nguồn cơn của tất cả mọi vấn đề vô cáo, trục lợi và loạn luân. Nói với Sài Gòn nhỏ, ông Đàm Ngọc Tuyên chỉ ra một chi tiết đáng ghê sợ của những người mượn áo Phật là bản án được dựng nên dưới tên gọi là Công văn 8 điểm, ra đời trong cuộc họp liên tịch vào ngày 17 tháng 2 năm 2020 do Giáo hội Quốc danh kiến nghị, chính thức yêu cầu công an giải tán nơi sống của những người ở tỉnh Thất những ngôn từ trong thông tin chỉ điểm cho thấy công an ở Long An đã ra sức thao túng tất cả mọi hình ảnh về tỉnh thức bồng lai như giáo hội quốc doanh mong muốn. Ban cách vẽ nên hình ảnh nơi này là một nơi sinh hoạt bí ẩn và kỳ lạ nhằm khiến quần chúng ghét bỏ. Thuận ý để giải tán cuộc sống tu tập độc lập không liên quan đến giáo hội quốc doanh. Kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình là một cuộc sống quanh ta. Thanh Tâm gửi đến quý vị bài giới thiệu vài nét về hệ thống loa phường Nhật Bản và sau đó cảm nhận sự trơ trẽn của hệ thống loa phường thời Việt Nam Cộng sản của tác giả Nguyễn Ngọc Huy đang trên trang tiếng dân vào ngày 26 tháng 7. Mời quý vị cùng theo dõi. Loa phường ở Nhật vào chiều ngày 11 tháng 3 năm 2011, lúc 14 giờ 46 phút, một trận động đất lớn chưa từng có xảy ra ở vùng ven biển phía đông bắc của Nhật Bản, Đúng 14 giờ 47 phút toàn bộ hệ thống loa ở vùng ven biển phía Đông Bắc Nhật Bản được tự động phát đi thông báo khẩn cấp có thể có sóng thần và chỉ sau đó 10 phút hệ thống loa này ra cảnh báo các vùng có nguy cơ bị sóng thần và độ cao của sóng thần. Đây là hệ thống loa được trang bị hầu khắp các vùng miền của Nhật Bản nhằm phát đi thông tin cảnh báo nhanh nhất đến với người dân ở vùng nguy hiểm. Hệ thống cảnh báo được kết nối với trung tâm điều hành về mặt lý thuyết chỉ cần 7 giây thì thông điệp cảnh báo thiên tai có thể truyền đến từng góc ngách của Nhật Bản. Vào thời điểm đó, đa số người Nhật có thể tiếp cận được với điện thoại thông minh có kết nối 3G, nên các thông tin cảnh báo trên mạng có thể vẫn đến được điện thoại của người dùng. Tuy nhiên, sẽ có những người chăm chỉ làm việc đến mức họ chỉ mở điện thoại để xem tin nhắn vào một khung giờ nhất định. Và như vậy, đa số những nhóm người không tiếp cận được với thông tin cảnh báo sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Cũng vào chiều hôm đó, các nhà mạng phủ sóng ở vùng Đông Bắc hầu như tê liệt do quá tải về người dùng gọi thông báo cho nhau. Chính vì vậy, các hạ tầng thông tin Internet chỉ phát huy được phần nào. Trận động đất kem sóng thần năm đó cướp đi sinh mạng của gần 20.000 người, nhưng nếu không có hệ thống loa cảnh báo, số người thiệt mạng sẽ lớn hơn rất nhiều, vì người dân vùng ven biển chỉ có 30 phút để chạy trước khi những cơn sóng thần cao hơn 10 mét ập vào bờ biển. Người Nhật không phá bỏ hệ thống loa đó cả khi hạ tầng về thông tin đã phát triển hiện đại. Hệ thống loa phát tín hiệu âm thanh vào 5 giờ chiều mỗi ngày, nhưng đó sẽ là âm thanh ngắn khoảng 15 giây. Như bộ hội xuông để kiểm tra xem các loa nào bị tịch không để thay. Họ không dùng hệ thống loa đó để hỗ trợ các chính trị gia tranh cử, không dùng loa đó để phát nhạc và tất nhiên không dùng hệ thống loa đó để quảng cáo thực phẩm chức năng. Tôi làm về quản lý rủi ro thiên tai nhiều năm, để đánh giá hệ thống hạ tầng cảnh báo thiên tai ở hầu hết vùng miền trong nước và các quốc gia khác. Một thông tin tôi chưa bao giờ bỏ sót là tại địa bàn đó có loa phát thanh hay không. Hệ thống loa phát thanh là cần thiết đối với những người, thành phố, thôn, bản, có các rủi ro về thiên tai, dịch bệnh và sự cố ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, hệ thống loa đó phải được dùng đúng mục đích và không nên lạm dụng nó. Lắng nghe được âm thanh là một quà tặng đối với con người, nhưng phải nghe thứ âm thanh và thông điệp mình không muốn nghe thì đó là sự tra tấn. Thì cách chúng ta dùng thì hệ thống loa phường sẽ được yêu hơn là bị ghét. Thưa quý vị, tiếp nối chương trình vẫn là một cuộc sống quanh ta. Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết hãy nói rằng Sưu tầm của 8 Sài Gòn đang trên trang 8 Sài Gòn vào ngày 27 tháng 7. Mời quý vị cùng chia sẻ. Hãy nói rằng Thay vì nói rằng tôi đang rất mệt mỏi thì hãy nói rằng có thể tôi cần nghỉ ngơi một chút. Thứ hai, thay vì nói rằng tôi ghét họ hãy nói rằng tôi chưa tìm được điểm để yêu mến họ. Thứ ba, thay vì nói rằng tôi đang rất tức giận với người này hãy nói rằng tôi đang khó chịu với họ một chút thứ tư, thay vì nói rằng tôi đang rất đau khổ hãy nói rằng hôm nay mình không được hạnh phúc lắm thứ năm thay vì nói rằng tôi đang rất bất an hãy nói rằng tôi đang cảm thấy không ổn cho lắm thứ sáu thay vì nói rằng tôi đang rất bế tắc hãy nói rằng tôi chưa tìm được cách giải quyết chuyện này thứ bảy thay vì nói tôi đang chán cuộc hôn nhân này lắm rồi hãy nói rằng tôi có trách nhiệm gìn giữ hạnh phúc gia đình của mình thay vì nói rằng chúng ta ly hôn đi hãy nói rằng chúng mình cần chấn chỉnh lại hôn nhân thay vì nói rằng cuộc đời là bể khổ, hay nói rằng còn nhiều điều tươi đẹp đang chờ ta khám phá. Cùng một vấn đề, nhưng chỉ cần thay đổi góc nhìn thì cũng cho ra cách giải quyết khác nhau. Cho nên, thay vì phức tạp hóa nó lên, sao bạn không chọn nghĩ đơn giản đi để đời thảnh thơi, cuộc sống nhẹ nhàng hơn? <laughs> Tiếp một cuộc sống quanh ta vừa rồi đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Chương trình Việt Life sẽ đưa truyền lên mạng xã hội mỗi ngày trong tuần phát sóng trên Facebook và Youtube. Mọi kênh nông góp xin gửi điện thư về địa chỉ info at vietlife.tv Thanh Tâm cùng Việt Life xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị và gia đình 24 giờ vui vẻ, an lành và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng của ngày mai.